trên cái chốn độc đáo giữa sa mạc. Khách sạn tổ chim. Khách sạn tổ chim Nai Palace là tác phẩm của kiến trúc sư Daniel Vujicic và được xây dựng ở khu nghỉ mát Serrera bên cạnh con sông ở Laikipia, với sự xuất hiện của nhiều động vật hoang dã và là một trong những khu vực tự nhiên đẹp nhất Kenya. Khách sạn được chế tạo bằng vật liệu gỗ và cành cây, được người dân địa phương đan lại với nhau. Bên trong khách sạn tổ chim này có đầy đủ tiện nghi như phòng tắm, bể nước nóng từ năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh. Phòng khách sạn có tầm quan sát 360 độ nhìn ra vùng đồng bằng vô tận xung quanh. Tổ chim trên mái là nơi du khách có thể tận hưởng không gian ngắm cảnh, vui chơi, ăn uống và ngủ dưới bầu trời đầy sao của đất nước Kenya. Nơi đây được thắp sáng bằng đèn lồng với đầy đủ thức ăn và rượu sâm banh. Giường ngủ cỡ lớn được bố trí ở tầng trên ngoài trời với khăn trải giường và nước nóng. Để có thể thưởng thức một đêm trọn vẹn ở tổ chim, bạn chỉ cần chi trả khoảng 26 triệu đồng. Ngôi nhà container. Ngôi nhà rất đặc biệt này là sự sáng tạo tuyệt vời của nhà thiết kế James Whittaker. Ông đã thiết kế ngôi nhà với nhiều container xếp chồng lên nhau giữa sa mạc hoang vu và có thể di chuyển theo ý muốn. Công trình độc đáo này có diện tích khoảng 200m² với đầy đủ tiện nghi, gồm một nhà bếp, một phòng khách và 3 phòng ngủ. Được làm từ nhiều container dính liền đặt ở góc độ khác nhau, tạo ra những ảo ảnh của một bông hoa nở trong sa mạc. Sự độc đáo của ngôi nhà còn được thể hiện bởi nguồn năng lượng tiêu thụ hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, rất gần gũi với thiên nhiên và ngay cả trong thiết kế cũng khai thác tối đa điều đó. Đầu phía hướng ra ngoài của mỗi container được lắp kính trong suốt để chủ nhân của nó có thể thỏa sức ngắm sa mạc từ các hướng. Nội thất trong nhà được phủ trắng, bộ sofa đỏ nổi bật lên trong căn phòng tao nhã. Bên cạnh đó, màu trắng khiến ngôi nhà trở nên rộng rãi và thoáng đãng. Khách sạn hoa sen. Nằm cách thủ đô Bắc Kinh chừng 800 km, khách sạn Lotus hiện lên với lối kiến trúc độc đáo trong lòng sa mạc rộng lớn ở vùng Nội Mông. Cấu trúc của khách sạn được thiết kế giống như một bông hoa sen đang nở, với những mái liều trắng hình tam giác nghiêng 45 độ. Khách sạn Lotus có kết cấu vững chãi, cố định trên cát nhờ các dàn thép mà không cần bê tông. Đặc biệt, những vật liệu xây dựng nên khách sạn này đều đảm bảo tính thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng. Các bức tường chịu lực và chịu nhiệt cũng được bố trí hợp lý để làm mát không gian bên trong, tạo sự thoải mái cho du khách. Các kiến trúc sư cũng tận dụng vật liệu có sẵn là cát trên sa mạc để tạo ra tấm phủ tường cho khách sạn, tiết kiệm chi phí xây dựng. Khách sạn Lotus là một phần của dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng giữa lòng sa mạc rộng lớn ở Nội Mông, nhằm mục đích lôi kéo nhiều hơn lượng khách du lịch đến vùng đất đầy cát, nắng và gió này. Biệt thự sa mạc. Nằm trên sườn núi đá ở sa mạc California, Mỹ, căn biệt thự như bộ khung xương khổng lồ là công trình của kiến trúc sư Kenrick Van Kellogg, hoàn thành vào đầu những năm 2000 sau hơn một thập kỷ thi công. Ngôi biệt thự kết hợp hài hòa với khung cảnh sa mạc từ thiết kế cho đến vật liệu xây dựng. Bên ngoài là bức tường gồ ghề hài hòa với phong cảnh cỏ đá bao bọc xung quanh. Trái với kiến trúc ngoại thất, bên trong biệt thự sa mạc thiết kế ấm áp tương tự không gian của hang động. Nền nhà được làm từ đá thiên nhiên và tận dụng luôn cả lớp đá gồ ghề nơi công trình mọc lên. Những tảng đá to không phải di dời mà nhà thiết kế tận dụng để trang trí hoặc tạo nên những chức năng phù hợp cho từng căn phòng. Bàn ghế và đồ trang trí trong nhà sử dụng chất liệu gỗ và được thiết kế lấy cảm hứng từ những bộ xương động vật. Nếu nhìn ở ngay trước thềm lối vào nhà, bạn cũng có thể cảm nhận mình đang đứng trước những đốt xương khủng long khổng lồ. Ngôi nhà nằm gần công viên quốc gia George Ho Chi và hiện được định giá khoảng 3 triệu đô. Nhà kính giữa sa mạc. Lucis Tis là tác phẩm kiến trúc độc đáo của nghệ sĩ Philip K. Mitz trên sa mạc George Ho Chi ở California, Mỹ. Công trình sử dụng những tấm gương phản chiếu cùng hệ thống đèn LED để tạo ra hiệu ứng lạ mắt không ngờ. Công trình được xây dựng từ một láng canh cũ có tuổi thọ 70 năm. Kiến trúc sư sử dụng những tấm gương xen kẽ với những thanh gỗ ốp tường. Vào ban ngày, khó có thể hình dung ra đây là một bức tường chứ không phải là một ngôi nhà vì hiện tượng khúc xạ ánh sáng bởi các tấm gương. Chúng làm thay đổi diện mạo của căn nhà vào ban ngày. Khi về đêm, cửa sổ và cửa chính đổi màu theo thời gian một cách từ từ. Các cánh cửa này đều được lắp bóng đèn LED. Các gam màu được chuyển qua lại từ nóng sang lạnh dần, hòa quyện vào với bãi cát, phản chiếu lại mặt đất, tạo nên một không gian màu sắc, dìm dần vào trong ánh hoàng hôn